Rồi tiếp theo nha, chúng ta hãy cùng đến với thông tin Sony chính thức ra mắt chiếc máy chơi game PlayStation 5. Hãy cùng gặp gỡ ngay một fan của Sony, một người có một bộ sưu tập đồ sộ của các chiếc máy Sony từ các dòng như là PS1, PS2, PS3. Đó là bạn Vũ Nhật Tuấn. Đi nào. Yo. Tôi kêu là xém rồi. Ui. Đó, các bạn thấy không? Đó là những cái ký ức, không hẳn là ký ức, nó hiện tại thôi, nhưng mà đó là những điều vô cùng tuyệt vời mà mình đã trải qua, là cùng với lại tất cả các anh em đi cùng nhau chơi đá banh, từ thuở còn là đá banh Nhật 3, rồi xong rồi sau đó tới đá banh trên PS1, PS2, PS3, PS4. May là nhà Tuấn có sẵn. Trong ký ức của em á, thì đương nhiên là hồi mình nhỏ mà mình đâu có tiền mua được những cái thứ này đâu. Mà gia đình của em thì cũng không có điều kiện để mà mua những cái hệ máy này từ lúc mà nó thực sự mới ra mắt vào cái thời điểm đó. Cho nên là đến khi mà mình lớn rồi, mình đi làm, mình có thu nhập, thì em cố gắng em sưu tầm lại những cái phiên bản đời cũ của cái dòng máy mà mình rất là mê, của cái gọi là một thời quá khứ huy hoàng. Nhờ nó mà mình có thêm những cái niềm vui trong cuộc sống, trong lúc học, rồi trong lúc chơi đùa cùng bạn bè. Nói chung là những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ mà có thể là bây giờ mình không còn nữa, và mình muốn tìm lại nó thì mình bắt buộc phải lưu trữ nó lại trong ngôi nhà của mình, để giống như là mỗi lần nhìn tới mình để nhớ là ngày xưa mình đã từng có những cái khoảng thời gian như vậy á. Như vậy thì Tuấn sẽ chờ đợi cái gì ở PS5? Em nghĩ là không chỉ riêng cá nhân em, mà em nghĩ là đa số những anh em mà mê cái dòng máy PS nói chung hay là PS5 nói riêng, sắp tới ra mắt PS5 thì cái thứ mà họ mong chờ nhất chắc chắn là cái đồ họa thực sự đỉnh cao, thực sự là khác biệt so với PS4. Thứ hai là cái lối chơi, thì mong là trên PS5 nó sẽ tận dụng những cái điểm mạnh của phần cứng để có được ngoài cái đồ họa ra nó còn là những cái lối chơi mà từ trước giờ trên PS4 có thể là chưa có. Và quan trọng nhất vẫn là đối với một người dân chơi PS thì đó là những game độc quyền thực sự giá trị. Nếu mà game độc quyền thì nhớ là cái mức giá của PS5 cũng có hai dòng, đó là 399 và 499. Đúng rồi. 399 là dành cho dòng là không có đĩa, có nghĩa là mình sẽ mua game trên mạng. Đúng rồi. Mua game ở trên từ nhà sản xuất, từ trang nhà sản xuất, sau đó là dòng digital. Dòng 499 là sẽ có ổ đĩa để bắt đầu mua game đĩa mà chơi. Dạ đúng rồi. Đó là hai mức giá, thì có những lúc có hơi khó khăn gì không dành cho game thủ, tại vì cái máy có thể sẽ không đắt. Khoảng tầm ở Việt Nam thì là khoảng từ 12 đến 16 triệu là các cửa hàng họ đã xách tay về rồi. Nhưng đĩa game thì sao? Em nghĩ là trong cái bối cảnh hiện tại thì cái con số 60 đô cho một game gọi là AAA trên PS4 từ trước đến nay, đó là một cái vấn đề được nhiều người nói lên và được nhiều người phân tích về lý do tại sao nó có con số 60 đô đó. Và rất nhiều các nhà sản xuất game và phát hành game cũng đã khá là đau đầu với con số này từ rất lâu rồi. Tại vì anh tưởng tượng một cái con game làm ra như vậy, cái chi phí rất là cao, mà chúng ta chỉ tốn tầm 1 triệu mấy để mua một cái game, thì rõ ràng là đó là một con số, nếu như mà nói một cách công bằng thì nó là một con số rẻ chứ không hề mắc. Cho nên cái việc nếu như tăng 10 đô lên 70 đô cho một tựa game AAA trên PS5 thì em nghĩ đó là một con số vẫn có thể nằm trong vòng chấp nhận được, nhưng với điều kiện nó phải thật sự xứng đáng. Và quan trọng là chúng ta trước giờ nếu như chơi game nhiều thì chúng ta vẫn hay săn những cái đợt sale, những cái lúc mà nhà phát hành họ giảm giá cái game của họ xuống, hoặc là họ tăng cường thêm những cái nội dung DLC hay gì đó, thì em nghĩ là con số 70 đô vẫn không phải là một con số quá đau đầu với game thủ. Như vậy thì hoàn toàn hai cái mức giá đó là 499 với 399 thì bạn cảm thấy đó là nó phù hợp với lại thu nhập hiện nay của bạn không? Em nghĩ là con số đó cũng phù hợp với thu nhập hiện tại của em. Và em nghĩ quan trọng là ngay ở thời điểm ra mắt đã có 2 phiên bản rồi, thì có một số game thủ hiện tại như anh biết là họ không có cái điều kiện môi trường sống hay là cái nơi ở mà họ có cái chỗ để họ collect những cái đĩa hay là mua đĩa về, thì họ có thể mua phiên bản digital và họ có thể mua game digital ở trên Sony, trên store của Sony, và chờ đợi những cái đợt sale. Tại vì thường thì game digital được sale nhiều hơn là game physical. Ok, là game đĩa đúng không? Đúng rồi. Rồi chúng ta có kết luận đó là cái mức giá và cái sự chờ đợi của các game thủ Việt đại diện là Vũ Nhật Tuấn thì mình thấy rõ ràng đó là rất có. Và còn cái mức giá đó thì sẽ phù hợp với việc đó là bạn có đầy đủ cái phần tài chính để bạn sở hữu hay không, để bạn được trải nghiệm nâng cấp càng ngày càng cao hơn nữa hay không. Bởi vì suy cho cùng thì game cũng chính là tinh hoa và tri thức, họ vẽ ra đó là tài năng của họ, và nhiều bộ phận nó góp thành cũng như là những cái cốt truyện thực sự hay thì mình thấy xứng đáng nên bỏ cho nó. Như vậy thì tất cả chúng ta đều đang chờ đợi đó chính là PS5. Đấy, Đây là một trải nghiệm quá đã cùng với lại Vũ Nhật Tuấn, fan của Sony.